Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh channel Phan Xích Hùng chuyên bất động sản Nha Trang. Chúc chị một ngày mới làm việc vui vẻ và nhiều năng lượng. Hôm nay Hùng muốn chia sẻ với quý chị về một cơ hội đầu tư. Dự án Sunshine Diamond Bay nằm tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đây là một trong những con đường đẹp của thành phố Nha Trang. Đại lộ Nguyễn Tất Thành với vị thế vô cùng đẹp. Một bên là đồi núi, một bên là vịnh Nha Trang. Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh đẹp của thế giới. Song song với những địa thế đó, sàn bất động sản New City là nơi Hùng đang làm việc, quyết định tung ra một siêu phẩm đất nền nằm sát bên cạnh dự án Sunshine Diamond Bay. Với quy mô hơn 100 nền, diện tích đa dạng, sổ đỏ từng nền, xây dựng tự do. Nếu như anh chị muốn mua đầu tư để ở hoặc đầu tư lâu dài thì cũng đều rất là thuận lợi. Như anh chị cũng đã thấy, hiện tại trên vị trí đất đã có khách hàng mua và đã tiến hành xây dựng trong giai đoạn hoàn thiện rồi. Trong vòng bán kính 1 km, đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh, có thể kể đến như là chợ, điện, đường, trường, trạm. Hàng xóm xung quanh thì vui vẻ, thân thiện, khí hậu thì mát mẻ, trong lành. Địa thế vô cùng đẹp, lưng tựa núi, view hải, vẫn trải ngàn đời. Kết nối giao thông thuận tiện, di chuyển vô trung tâm thành phố Nha Trang 10 phút, di chuyển vô sân bay quốc tế Cam Ranh 15 phút. Còn nếu như anh chị muốn mua đầu tư lâu dài, đây chính là một cái kênh, là một cái nơi giữ tiền lý tưởng cho anh chị. Khi anh chị sở hữu một nền đất tại đây, anh chị có thể tạm thời quên nó đi. Nếu như hiện tại con của anh chị còn nhỏ, 5 tuổi, 7 tuổi, thì sau này 5 năm, 10 năm sau, anh chị có thể tặng lại cái cuốn sổ này cho con của anh chị, là xem như là một món quà tặng cho con mình. Nhưng mà mình cũng đã nói, mua gì thì lỗ, chứ mua thổ không bao giờ lỗ. Và đặc biệt, vị trí đất nằm gần với thủ phủ du lịch Bãi Dài. Đây được xem như là nơi thiên đường du lịch, là nơi tập trung hơn 50 siêu dự án bất động sản nghỉ dưỡng triệu đô. Đây chính là những lý do làm cho vị trí đất ở đây đang thu hút các nhà đầu tư đến như vậy. Nếu như anh chị có quan tâm, có muốn sở hữu một nền đất tại đây, xin quý anh chị vui lòng liên hệ cho Hùng theo số điện thoại 0909 318 349 để Hùng có thể tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho quý anh chị, để giúp cho quý anh chị sở hữu một nền đất tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.